Vâng, xin chào chị Vân, xin chào quý vị khán giả. Thông thường thì chị Vân vẫn là người hỏi tôi xem chủ đề ngày hôm nay là gì, nhưng ngày hôm nay thì sẽ ngược lại. Một câu hỏi vui để bắt đầu chủ đề sức ép với cầu thủ U23 Việt Nam. Tôi muốn đặt câu hỏi cho chị Vân. Tất nhiên là mỗi chúng ta thì đều có những dự định và việc đặt vé máy bay là một việc mà Anh chúng làm ta tôi lo vẫn quá. vẫn thường phải làm. Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta rơi vào bảng đấu tử thần ở bảng D với U23 Hàn Quốc, Australia và Syria, ba nền bóng đá hàng đầu châu lục. Hai đội tuyển quốc gia đã đi World Cup của một đội tuyển suýt chút nữa làm được điều đó. Ngày kết thúc vòng bảng của chúng ta là ngày 17 tháng 1. Theo chị, chúng ta sẽ đặt vé về vào ngày nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là có khi trước khi vòng bảng diễn ra thì rất nhiều người đã cho rằng là ngày về của đội tuyển Việt Nam có thể là ngày 17 tháng 1. Thế nhưng mà sau những gì mà chúng ta đã làm được thì tôi hy vọng rằng ngày về của chúng ta sẽ còn xa 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 hơn nữa. Vâng, tất nhiên là ngày về chúng ta sẽ không phải là ngày đó nữa, nhưng chúng ta cũng trước giải chúng ta không đặt vé về vào ngày 17 tháng 1, bởi vì chúng ta tất nhiên là vẫn luôn tin vào những bất ngờ. Và theo những thông tin mà chúng tôi có được thì đội tuyển đã đặt vé máy bay vào ngày 21 tháng 1. Thật ra thì vé máy bay đó thì hoàn toàn có thể thay đổi ngày về, tiến lên hoặc lùi xuống. Vấn đề lớn nhất chỉ là số lượng khoảng hơn 30 người thì đặt chỗ hơi khó mà thôi. Thế nên việc chúng ta vượt qua vòng loại vào ngày 17 tháng 1 không chỉ mang đến niềm vui lớn về tinh thần đâu, chúng ta cũng đỡ phải đổi vé về sớm hơn. Giờ thì việc còn lại là chúng ta phải tính xem, cầu mong chúng ta không phải về nhà sớm vào ngày 21 tháng 1 đúng như vé đã đặt trước mà thôi. Nói vậy để thấy kỳ vọng đặt vào việc chúng ta đi tiếp vào vòng tứ kết là rất mong manh, nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Kỳ vọng của người hâm mộ đã tăng lên theo từng trận đấu. Liệu có thước đo nào cho tính toán điều đó hay không? Nếu quý vị tin vào những gì đang thấy trên truyền thông vào những ngày vừa qua thì chúng ta sẽ lấy truyền thông làm thước đo. Hãy xem một trang web như thể thao.vtv.vn của chúng tôi. Sau trận đấu đầu tiên mà đội tuyển U23 Việt Nam thua đội tuyển U23 Hàn Quốc, bài tổng hợp có tỷ lệ độc giả đọc cao nhất là 8.000 lượt xem, 100 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng đến trận U23 Việt Nam thắng U23 Australia, bài tổng hợp có lượng xem cao nhất lên tới 51.000 lượt xem và số chia sẻ là xấp xỉ 1.000 lượt. Số lượng bài viết về đội tuyển U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Australia đều tăng lên ít nhất là gấp đôi so với mọi trang web có phần tin thể thao. Và đến khi chúng ta lọt vào tứ kết thì tỷ lệ lượt xem lên tới cả triệu ở phần thể thao và chiếm phần lớn số lượt đọc. Đó là điều hết sức bình thường với một đất nước hâm mộ bóng đá như Việt Nam của chúng ta. Báo chí trong những ngày này sẽ chiều theo thị hiếu của người đọc. Nhưng đó cũng là một thước đo tương đối cho kỳ vọng tăng lên với đội tuyển U23 Việt Nam. Tức là chỉ sau 2 trận đấu, mức kỳ vọng tăng lên đến khoảng 10 lần. Bất chấp kỳ vọng tăng lên như thế, thì Syria vẫn là nền bóng đá nằm trong top 80 thế giới. Đội tuyển quốc gia của họ thì thiếu chút nữa giành vé dự World Cup 2018. Còn chúng ta thì vẫn xếp ngoài vị trí 100. Chúng tôi tự hỏi các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U23 Syria ra sao nếu ngày nào cũng ngồi đọc những bài viết khen ngợi trên truyền thông và mạng xã hội. Chúng tôi đặt câu hỏi này với người phụ trách của đội U23 và các cầu thủ được bầu vào ban cán sự của đội. Và sau đây sẽ là câu trả lời, liệu các cầu thủ có bị ảnh hưởng bởi truyền thông hay không? Thực tế cho thấy rằng để chuẩn bị cho một giải đấu chính thức, các cầu thủ không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Họ sẽ phải tuân thủ lịch tập luyện và sinh hoạt khá quy củ, sáng, chiều và giờ ăn. Thời gian còn lại buổi tối trước khi đi ngủ, các cầu thủ trẻ hiện tại hầu như tự giác trong việc không sử dụng điện thoại di động, dù có bị thu lại hay không. Đội bóng ngoài lãnh đội thì sẽ có những cầu thủ trụ cột được bầu vào ban cán sự để nhắc nhở bảo ban đồng đội. Và đây là thú vui lớn nhất mà các cầu thủ ở độ tuổi ngoài 20 có được khi rảnh rỗi. Đó là bóng đá, nhưng là bóng đá trên màn hình. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Wow! Như Việt Nam luôn đấy. Bọn em cũng không có thời gian để đọc những bài báo viết về U23 Việt Nam, nhưng viết về bản thân mình. Sau trận đấu thì mọi người rất là mệt mỏi và chủ yếu tập trung nghỉ ngơi, hồi phục. Và có thời gian rảnh thì anh em ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau về những nói về những cái mà mình làm chưa tốt, những cái mình đã làm tốt thì cần phải phát huy. Hoặc có những lúc rảnh hơn thì chơi game một chút cho giải tỏa cái áp lực tâm lý trong đầu. Sự tập trung đó đã giúp cho chúng ta trụ lại sau 90 phút nghẹt thở với đội tuyển U23 Syria. Bình luận viên nghẹn ngào, ông Park Hang-seo dày dạn như thế cũng không tránh khỏi xúc động. Nhưng các cầu thủ, bên cạnh cảm xúc, thì họ coi đó đơn giản là nhiệm vụ đã hoàn thành. Thử thách tiếp theo là U23 Iraq. Chúng ta đứng hạng 112 thế giới, còn đối thủ thì xếp trên 30 bậc. Bạn đã chuẩn bị điều gì cho trận tứ kết? Nghĩa là cái đó thì chúng tôi sẽ còn phải
để ngày mai, và chúng tôi sẽ phải tập luyện và sẽ phải tập trung cho chiến thuật để tuân thủ cái chiến thuật của ban huấn luyện để tập trung cho trận đấu tiếp theo.